Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mời các bạn cùng đi vào khu vườn huyền bí để tìm kiếm những chiếc xe đồ chơi mình nha các bạn ơi. Mình nghe nói trong khu vườn huyền bí này có rất nhiều chiếc xe đồ chơi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào đây tìm nha. Ôi các bạn ơi, đây là những cái sợi dây gì đây? Những sợi dây màu đen gì? Những sợi dây màu đen này đang giữ những chiếc xe đồ chơi này các bạn ơi. Đây có một chiếc xe gì nè. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc cát các bạn ơi. Vậy bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe cẩu cát mình chơi nha. Mình để đi, hồi nữa mình sẽ lấy nha. Bên này nữa nè các bạn ơi. Nè. Bên đây có một chiếc xe đồ chơi rất là mới luôn. Xe cẩu móc cát các bạn ơi. Mình nói lộn. Đây là xe ben các bạn ơi. Đã quá. Hồi nữa mình sẽ lấy xe này chơi luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm nha các bạn. Trong đây nè các bạn ơi. Nè. Khu vườn huyền bí này có rất nhiều món xe đồ chơi luôn các bạn ơi. Đẹp quá. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Đây. Ở trong này nè các bạn. Những cái vòng này đang chứa những chiếc xe đẹp quá các bạn ơi. Nãy giờ mình tìm được 4 chiếc xe các bạn. Tiếp tục tìm nha các bạn ơi. Nè, đi qua này các bạn ơi. Ở trong này các bạn ơi. Nè. Trong đây có một bạn xe gì nữa nè các bạn ơi. Đẹp quá ha. Trời ơi, bạn này xe này siêu to khủng lồ luôn các bạn ơi. Wow, siêu to siêu bự luôn. Giờ mình sẽ lấy những bạn xe này để đây nha. Chút nữa mình sẽ lấy ra chơi cho các bạn cùng xem. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm nha các bạn. Các bạn ơi, đây nè. Đó, mình thấy một bạn xe gì nữa nè. Đây là bạn xe này, xe chở rác các bạn ơi. Đẹp quá. Quá trời xe luôn. Rồi, tiếp tục đi tìm các bạn ơi. Trong này các bạn ơi. Nè. Đằng sau cái bụi này các bạn ơi. Nè. Wow, một chiếc xe siêu bự luôn. Wow, xe này xe cứu hỏa các bạn ơi. Xe cứu hỏa siêu to siêu bự luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đem theo. Mình đi tìm tiếp các bạn ơi. Các bạn ơi, trong này các bạn ơi. Wow, trong này. Khu vườn huyền bí này. Có những cái bông hoa. Còn đây, đây là một chiếc xe này các bạn, xe cộng các bạn ơi. Đây có những cái bông hoa nè, rất là đẹp luôn. Rồi, trong này nữa các bạn, trong này nữa nè. Đây một chiếc xe gì nữa nè. Đây là chiếc xe này là xe chở hàng hay gì các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào trong này nữa nha. Các bạn ơi, trong đây có một bãi đất trống các bạn ơi. Trong này. Ôi, nè. Trong này có hai hộp xe đồ chơi luôn các bạn ơi. Nè. Một xe này xe cẩu bút các bạn ơi. Còn bên này các bạn ơi. Wow, đây là xe địa hình các bạn ơi. Nè, xe địa hình. Xe tải quá giật nha. Đẹp quá ha. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi những chiếc xe từ nãy giờ chúng ta kiếm được nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở những chiếc xe đồ chơi mới nãy giờ chúng ta tìm được ở khu vườn huyền bí ra chơi nha các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ mở chiếc xe này ra cho các bạn cùng xem. Ha, đây là chiếc xe gì đây các bạn? Đúng rồi, đây là chiếc xe ben nha. Bây giờ mình sẽ mở xe ben ra cho các bạn cùng xem nè. Xe ben rất là đẹp luôn các bạn ơi. Xe ben của chúng ta có cái thùng ben màu gì các bạn? Cái thùng ben màu vàng nha các bạn. Còn cái đầu xe, đầu cabin thì là màu đỏ, đúng rồi, cabin màu đỏ. Còn ở đây là màu xanh nước biển. Anh tài xế và anh lơ xe cũng là màu xanh nước biển luôn, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để bạn xe ben ở đây, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Đây chúng ta có một chiếc xe cẩu múc cát. Xe cẩu múc cát, xe múc cát lên xe ben, đúng rồi. Đây cào cát lại, cào cát các bạn, múc lên xe ben đó. Múc cát lên xe ben nha. Rồi chiếc xe ben, chiếc xe cẩu múc cát này nè các bạn. Xe cẩu múc cát này cái bệ cẩu màu gì các bạn? Cái bệ cẩu màu vàng các bạn ơi. Còn cái gầu múc cát thì màu đen. Hay quá. Rồi bây giờ mình sẽ để đây. Rất là đẹp luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm các bạn ơi. Tìm chiếc xe nào chơi đây. Đây chiếc xe này. Đúng rồi, đây là một chiếc xe ben nữa nè các bạn ơi. Chiếc xe ben này cũng rất là đẹp nha. Xe này cũng rất là bự nha các bạn. Cái xe ben này. Cái xe ben này, cái thùng ben này màu gì các bạn? Cái thùng ben này màu vàng nha các bạn. Vậy còn cái đầu xe màu gì các bạn? Đúng rồi, cái đầu xe thì là màu cam. Thế cái còi xe này màu gì các bạn? Đúng rồi, cái còi xe này màu xám. Chiếc xe của chúng ta rất là đẹp luôn đúng không các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho bạn xe ben này ở đây nha. Tiếp tục các bạn ơi. Ở đây, ở đây là một chiếc xe này. Xe này sẽ cứu hỏa các bạn ơi. Sẽ cứu hỏa siêu to khổng lồ luôn. Bây giờ mình sẽ mở chiếc xe cứu hỏa này ra cho các bạn cùng xem nha. Mở xe cứu hỏa này ra nào. Xe cứu hỏa này bự quá các bạn ơi. Quá là bự luôn. Hôm nay chúng ta đi vào khu vườn huyền bí chơi, chúng ta tìm thấy được rất là nhiều chiếc xe đồ chơi luôn không các bạn? Đúng rồi, đây là một chiếc xe cứu hỏa màu đỏ nè các bạn ơi. Đây có cái vòi xịt màu trắng nè. Chúng ta sẽ bơm xịt nước cứu hỏa chữa cháy nha. Còn ở đây có những cái dụng cụ chữa cháy nè các bạn. Rất là đẹp luôn. Đây nè, vòi xịt chữa cháy nữa nè các bạn ơi. Xe chúng ta, cái bánh xe rất là bự luôn các bạn thấy chưa? Rồi cái đầu xe của chúng ta nè. Bên này nữa nè các bạn ơi. Đây cũng là những cái dụng cụ chữa cháy nữa nè các bạn. Các bạn thấy đẹp chưa? Trên này nữa nè các bạn, trên này có cái thang. Trên này có cái thang nữa nha. Chúng ta có thể gỡ cái thang ra các bạn. Leo nha. Cỡ cái thang này lên nè các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Cái thang chúng ta có thể đưa cao lên nè. Rất là đẹp luôn không các bạn? Xe đẹp không các bạn? Quá là đẹp luôn đúng không? Rồi bây giờ mình hạ cái thang xuống nè các bạn. Hạ cái thang xuống nha. Xe đẹp quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình cho xe cứu hỏa chữa cháy ở bên này đi các bạn. Bạn ở đây nha. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Tiếp tục. Đây là xe chở hàng. Đúng rồi, đây chiếc xe chở hàng. Bây giờ mình sẽ mở chiếc xe này ra cho các bạn cùng xem nha. Xe
kìa. Rồi. Oh. Ý, cái xe chở hàng này bị rớt cái ống khói ra các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ sửa chữa lại nha. Lắp cái ống khói lại. Đó, được rồi các bạn ơi. Rồi, xe chở hàng này là màu đỏ nha các bạn. Đầu xe thì là màu trắng. Vậy cái mâm xe màu gì các bạn? À, cái mâm xe màu vàng, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, chúng ta có thể mở cái thùng hàng ra nha. Đó, mở thùng hàng ra. Xong rồi chúng ta sẽ cho hàng hóa vào trong. Đây, mình sẽ cho hàng hóa vào cho các bạn xem nè. Đó, chúng ta sẽ cho hàng hóa vào trong. Đó, cho hàng hóa vào trong nha. Đó, hay không các bạn? Rồi, đóng lại. À, đẹp không các bạn? Xe rất là hiện đại và xịn luôn đúng không? Rồi, đó, đây là xe chở hàng nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho xe chở hàng vô đây. Rồi, ok. Tiếp theo các bạn ơi, tiếp theo là mình sẽ mở chiếc xe này ra cho các bạn cùng xem nè. Đây, đây là một chiếc xe này là xe chở rác nha các bạn. Wow, xe chở rác này đẹp quá các bạn ơi. Xe chở rác này rất là đẹp nha. Mở ra nào. Xe chở rác này màu gì các bạn? À, cái thùng rác màu vàng nha các bạn. Cái thùng rác chúng ta có thể mở ra được nè các bạn ơi. Cho rác vào bên trong. Đậy lại. Rồi, có thể bên nè các bạn. Thùng rác chúng ta có thể bên được nha. Rồi, cái đầu xe chúng ta màu gì các bạn? À, cái đầu xe của chúng ta màu cam. Rồi, còn cái còi xe màu gì các bạn? Đúng rồi, cái còi xe thì màu xanh. Xe của chúng ta rất là đẹp luôn. Rồi, cho xe chở rác đây. Xe chở rác có nhiệm vụ là dọn dẹp rác, bảo vệ môi trường nha các bạn. Tiếp theo các bạn ơi. Ở đây các bạn ơi, ở đây chúng ta có một chiếc xe này. Xe này là xe bồn chở xăng các bạn ơi. Xe bồn chở xăng rất là đẹp luôn nha. Xe bồn chở xăng có cái đầu xe thì là màu đỏ. Cái anh tài xế là màu gì các bạn? Anh tài xế thì màu cam nha. Anh lơ xe cũng màu cam luôn. Rồi, chúng ta có thể chở xăng bằng cái xe này nha. Cái xe chở xăng chúng ta có thể mở ra đây luôn các bạn. Rồi mình đậy lại nha. Đậy lại nha. Đây có cái thang leo lên nè các bạn. Rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, để xe chở xăng ở đây đi. Tiếp tục các bạn ơi. Đây, đây là chiếc xe gì đây các bạn? Đây là xe cẩu múc cát các bạn ơi. Xe cẩu múc cát. Xe cẩu múc cát là màu gì các bạn? Xe cẩu múc cát này màu cam, nhìn rất là đẹp luôn nè. Đó, cái cần rất là dài luôn. Có anh tài xế đang ngồi nhìn mắc cười quá đi. Đó, bên này chúng ta có cái cần nè các bạn. Đó, cái cần này cần múc cát nha. Cần múc cát nè. Đó, điều khiển được nè các bạn thấy không? Đó, rất là hay luôn đúng không? Rồi, trên này là ống khói nè. Rất đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ để xe múc cát ở đây đi. Tiếp theo các bạn ơi. Đây, đây là một chiếc xe ben nha các bạn. Xe ben siêu to khổng lồ luôn các bạn thấy chưa? Đó, mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem. Xe ben siêu to khổng lồ luôn. Quá, wow, rất nhiều cái xe luôn. Hôm nay mình đi tìm được nhiều xe quá. Xe bự, xe nhỏ, đủ thứ loại xe luôn các bạn. Cái thùng ben này màu gì các bạn? Thùng ben này màu cam. Vậy cái đầu xe màu gì các bạn? Đúng rồi, đầu xe thì màu vàng. Bánh xe rất là to. Wow, bên này nữa là các bạn ơi, rất là đẹp đúng không? Rồi, cho xe ben về vô đây. Tiếp tục các bạn ơi, mình sẽ mở cái chiếc xe này ra cho các bạn cùng xem. Đây là một chiếc xe cầu múc cát các bạn ơi. Mở ra. Xé ra. Lôi ra cho các bạn cùng xem nè. Các bạn thấy chưa, một chiếc xe cẩu múc cát. Trong đây có cục pin nè các bạn ơi. Đây có cục pin nè. Bây giờ chúng ta sẽ lắp pin vô chiếc xe này để chơi thử coi có hay không nha các bạn. Bây giờ mình cần cái tủ vít. Đây, cái tủ vít của mình đây các bạn ơi. Mình sẽ mở cái con ốc này ra. Mở cái con ốc chỗ này ra nha. Rồi, chúng ta sẽ lắp pin vô các bạn. Đây, mở ra. Bây giờ mình sẽ lắp vô cái đồ điều khiển của mình nha. Một cục, rồi, hai cục. Rồi, xong. Bây giờ mình sẽ đậy lại. Tiếp tục các bạn ơi, ở đây chúng ta sẽ mở chỗ này ra cho các bạn. Mở chỗ này ra để mình lắp pin vô nha. Mở này ra để mình lắp pin vô. Rồi xong các bạn. Lắp pin vô các bạn ơi. Lắp pin vô nào. Rồi các bạn ơi, mình đã lắp pin vô được rồi. Bây giờ mình sẽ gài cái này lại nha. Gài cái này lại. Rồi xong rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động xe lên. Các bạn ơi, xe khởi động lên sáng đèn đẹp không các bạn? Khởi động lên sáng đèn rất là đẹp luôn đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ khởi động chiếc xe này, chạy chiếc xe này cho các bạn cùng xem nha. Đây cái đồ remote của mình đây. Rồi. Xe nút tự động các bạn ơi, nút tự động. Nút tự động xe tự điều khiển. Rồi bây giờ mình sẽ chạy xe đây. Xoay nè các bạn. Xoay. Ve đây. Ve lại. Rồi xoay qua. Ve lại. Hay các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này chạy lên cái dốc này nha. Xem chiếc xe có thể leo lên được cái dốc này không nha các bạn. Xe chạy sáng đèn đẹp quá các bạn ơi. Đẹp quá. Rồi để lên dốc này. Hay quá à. Wow. Rồi ve xuống nè. Đó. Rồi xoay qua đây bạn ơi. Wow. Rồi chạy lại đây nào. Chạy lại đây. Chạy lại đây. Qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ xem coi cái chiếc xe này cái múc cát là cái nào các bạn. Cái này phải không? Ủa không phải các bạn ơi. Ủa xe này cái múc cát chỗ nào các bạn? Ủa vậy cái chỗ nào cho múc cát các bạn? Mình không thấy chỗ nào để mình múc cát hết à. Kỳ quá vậy ta.
Ồ, không có chỗ múc cát các bạn ơi. Xe này múc cát làm sao đây? Ủa, không múc cát được các bạn ơi. Rồi, xe này không múc cát được các bạn ơi. Ó, xe chỉ chạy tới chạy lui sáng đèn thôi các bạn. Ó, múc cát này các bạn. Ủa, đây múc cát được nè các bạn ơi. Đây múc cát nè các bạn. Múc cát nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái đống cát thiệt là to luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho xe múc cát được không nha. Xe múc cát được các bạn ơi. Xe múc cát được nha. Rồi chạy lùi tí. Rồi múc cát nè. Hay quá các bạn ơi. Hay quá ha. Rồi ve tí nè, múc cát nè. Hay quá. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ để chiếc xe múc cát ở đây đi. Mình sẽ mở tiếp tục chiếc xe này ra xem nha các bạn. Đây là một chiếc xe này. Đây là một chiếc xe này là xe tải quá vật địa hình các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Mở ra xem nào. Hôm nay có rất nhiều món xe đồ chơi luôn đó các bạn. Rất là đẹp luôn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Nè, một chiếc xe địa hình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở đây ra nè các bạn. Mở đây ra. Rồi, mở cái đây ra nữa nè các bạn ơi. Mở ra nào. Ok, mình đã mở được rồi các bạn ơi. Còn đây nữa, cái này cái đồ điều khiển nè các bạn. Mở đồ điều khiển ra luôn nha. Mở bộ điều khiển ra luôn. Rồi, ok các bạn ơi. Đây là cái đồ điều khiển nha. Còn đây là chiếc xe chúng ta. Còn đây là pin với đồ sạc pin nè các bạn ơi. Pin với đồ sạc pin nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái pin ra. Lấy pin ra nha các bạn. Rồi, có pin rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái chỗ này mình gắn pin vô nha. Mở chỗ này gắn pin vô cho các bạn cùng xem nha. Xe rất đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, lắp pin vô nào. Rồi ok các bạn ơi. Lắp pin vô. Rồi xong rồi các bạn ơi. Rồi bên này nữa mình sẽ lắp pin vô cho cái đồ điều khiển luôn. Rồi đồ một cục pin nè các bạn. Rồi tiếp tục thêm một cục pin nữa nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử xem coi chiếc xe này có hoạt động luôn nha các bạn. Xe chạy được các bạn ơi. Wow, hay quá. Wow, xe này mạnh nha các bạn. Wow, xe rất là mạnh nha. Chạy nè. Wow, chạy lên địa hình luôn. Đâu để cho thử coi xem có leo dốc được nha các bạn. Xe này xe có thể leo núi được các bạn ơi. Thử coi nổi nè. Wow, xe này chạy vượt địa hình các bạn ơi. Nè, xe chạy vượt địa hình nè các bạn nè. Nè, nhìn nè. Rồi các bạn ơi, trời bây giờ đã tối quá các bạn ơi. Khu vườn huyền bí của chúng ta bây giờ tối quá rồi. Mình phải đi về thôi các bạn ơi. Mình sẽ để những bạn xe này lại ở đây nha. Hôm sau mình sẽ ra chơi tiếp nha các bạn. Bây giờ trời tối quá, mình phải đi về nhà học bài, ăn cơm và làm bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo.